Cái con này kêu con gì hả à, chị? Con nghêu hả? Ủa bữa nay mùa này nó vô đây sao mà nhiều thế? Đây các bạn, dưới kia có mấy anh đang bắt nghêu kìa. Ồ, sao tự nhiên nó lại có vô đây ta? À. Quay thôi. Dạ, quay phim. Quay phim cho mọi người biết ta bắt con này nè. Ồ các bạn. Đây các bạn thấy người ta đang tập trung bắt nghêu ở cái chỗ cảng cá Phan Thiết. Đây buổi chiều giờ này nằm khoảng 4 giờ mấy. Ở đây, mình đang đi xuống này để trơn á Ngọc. Ồ. Ồ, chúng ta đang tập trung rất là nhiều. Bữa nay sao lại nghêu nó lại tập trung nó dồn về cửa biển này nè. Chứ lúc trước thì không thấy. Đó, kia có mấy anh nó đang bắt nghêu. Rất là gần cửa biển luôn nè. À, các bạn thấy không? Ta cào xuống là thấy, cào xuống là có, rất là nhiều. Ở bên đầu kia cũng có mấy anh bắt nè, cái kia đầu này nè, đó. Bữa nay bắt nhiều vậy anh hả? Ờ, đây mới lên, anh lên được một rổ luôn nè. Nó mới có hay là nó đất cạn nè. Đất cạn là mới bắt được hả cô hả? À. Này ở đây thì chị này đang lựa mấy con nghêu. Cái này có phân loại không chị? Dạ không, lựa có cơm mình là có con nào nó nhẹ, nó có vỏ. À tức là có con còn sống thôi ha, còn cái vỏ nó bỏ ha. Dạ. Cái này nếu mà mình bán thì được bao nhiêu tiền một ký? Ở đây rất là nhiều người bắt. Cây cao. Đây em này em cũng lên được một rổ này. Em này rất nhộn nhịp. Con biết lựa không? Cái này cháu hoài hả? À cháu nội. Con biết lựa nghêu không? Đây, trong đây cào lên thì nó có lặn rất là nhiều vỏ, cũng có những con vỏ chết, nhưng mà mình chỉ lựa những cái con như thế này thôi. Con nào nó ngậm miệng này, con nào nó ngậm miệng là nó còn sống, còn mấy là vỏ này. Mình nấu canh dưa hồng, canh dao đồ dao tơi rồi đó. Dạ, cái này nó có cát không? Mình về phải ngâm cát chứ. Mình lột rửa sạch sẽ cho cái mình dính tóc lên ha. Dạ. Giờ mình lột ra. À, lấy nước nữa. Rửa lại. À. Giờ mình vớt cái xác nữa thôi. Dạ. Mình muốn chiên bột chiên đồ mình ăn cũng được nữa. Dạ.
Cái này là mùa của nó hay sao cô? Hay là... À, mùa nó mới đang năm ni đấy, nó chở mùa vậy. À, tức là nước cạn, mấy bữa trước nước lớn hả cô ha? Ừ. Là bắt không được. Nước lớn, bắt à, bữa nay là nước cạn nên là có nhiều người ta bắt ở dưới kia. Quá trời luôn. Ai cũng lên một rổ đầy hết. Sao đâu rồi, người ta bắt nó lên bắt vậy, cái hồi đó không có. Dạ. Bây giờ nó năm nay là nó tập trung về đây ha, nó tập trung về bãi này nó sống. Thấy người đói vậy. Dạ. Này, dạ chắc trời bán. Chắc trời ban cho. Mình bán là mình cho người ta xay cho tôm ăn. À dạ. Cái này vừa là thức ăn mà vừa làm thức ăn cho tôm nữa. Ăn thì ăn, còn ăn được cho tôm. Đây, đây, đây chị này cũng được một rổ nè. Rất là nhiều. Ở bên kia thì cũng có mấy người người ta đang bắt hết. Đây, bên kia có một anh đang bắt vô một cái lưới. Đó, anh phi đủ nè. Thì xuống đây thì hơi chợt. À, cảnh này rất là nhộn nhịp. Bắt nghêu, ai cũng hối hả hết. Tại cái nghêu này nó có một cái vùng. Nó sống thì nó sống theo vùng, vùng nào có thì nó tập trung có rất là nhiều. Đó nè, anh bắt anh bỏ vô cái bao, giờ anh vác lên. Sáng giờ, nãy giờ được mấy quái vác rồi anh? 3 vác, 4 kg. 4 vác rồi hả? Đây. Quá trời luôn ha. Đây bên kia có hai vợ chồng bên kia anh cũng lên một thúng nữa kìa. Nhiều lắm. Có cảm giác rất là nhiều ha. Thấy ai cũng hối hả hốt. Cào hốt, bỏ vô. Bây giờ xuống, hồi nãy mới bê lên một thúng. Bây giờ cầm thêm hai thúng nữa xuống. Ờ, thấy nước cạn không? Nước đi tới cái đầu gối không anh? Bây giờ mình thấy nước cạn quá, mình đi xuống biển cho các bạn, bạn coi luôn ha. Đây. Ờ. Đây thì mình thấy rác cũng hơi bị nhiều. Mình đi xuống có cảm giác là nó có đụng những cái vỏ sò. Đây ra coi quay mấy ảnh anh bắt sò, bắt nghêu. Nó dưới chân ngồi luôn đi. À. Đây anh này là lấy cái cào anh mò ha. Lấy cái cào mò. Cái chân nó có cái chân nhám 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 đó. À. À nó nhám nhiều vậy nè anh à. quay chú này ha. Đây. Các bạn biết là bây giờ mình đi xuống dưới biển luôn nè, cái bờ biển. Đây mình đi qua đây mình coi cái mấy anh này anh bắt cái bên đây mình thấy cũng hơi nhiều á. Anh đây anh bỏ lên cái tấm xốp đây, các bạn thấy nhiều không? Quá trời luôn nè. Đây. Cái này bữa nay nó mới có hay là bữa nào nó không có vậy anh? À, bữa nay mới vô anh, nước cạn 16, 17, 18 à. Là có. Mình bó hả? À, nước cạn lúc đó. Cái này nó cũng có một thời gian thôi chứ nó đâu phải à, nó có rồi. À. Đây các bạn thấy rất là nhiều mấy anh bắt ở đây rất là vui. À, nước thì chỉ có tới ướt quần xuống dạ, đã vậy ha. Rồi. Đó. Môi xong lên đãi vậy hả? À, trong này nó có sừng. Mới ra được à.
đó. Thấy chưa? Trong đó nó có phần vỏ với lại có phần có con là sẽ lên kia ta sàng lọc lại. Sàng lọc lại. Đó, rồi, vậy là xong. Để bỏ vô ha. Đó, bên đây thì anh em lấy cái lưới bỏ. Trời. Quá trời luôn. Hình như cái thấy nó bị nghiêng không anh? Xong đổ nó đầy quá. Đầy quá phía đây nè, cho em sợ nó đổ xuống lại. Kênh này của em cũng mới làm thôi. Còn vô để chia sẻ cho. Dạ. Yeah. Ở đây mình đi mình có cảm giác là mình đạp trúng nó luôn nè. Cái chân nó cao nhỏ ta còn làm được. Có kia là có tiền nè. Cái này nó nằm ở một bãi này ha, nó đi theo bãi luôn này. Đi theo bãi sình. Nó đi theo bãi sình á. Rất là vui, rất là nhộn nhịp. Tác nghiệp mới làm cái này. Cái này được 5-6 ngàn một ký. 5-6 ngàn một ký. Nếu mà làm vậy cũng đóng công hả chứ anh ạ? À, lấy nói chung là mình làm bỏ công mình lấy lời thôi. Dạ. Nhưng mấy năm trước em đâu thấy chỗ này nó có đâu hả? Đúng rồi. Mà sao đợt này là ở đây nó lại có không? Lâu lâu thì nó có gì đó. Con nước đó. Ủa mình nhìn con nước đó mình biết hay sao? Không có hơi xui ạ. Tức là mình xuống mình mò thử ha. Ồ, nhiều quá. Kìa. Rất là nhộn nhiều nguyên một cái bãi cái chỗ trong nằm trong cảng cá thân thiết luôn. Đây này có mấy cái phần vỏ này, chụp nữa lên là lựa ra nữa. Này anh cào kiểu này chắc có lẽ là nhanh hơn ha. Anh cào kiểu này có vẻ là nhanh hơn ha. Trên đây nó có cái lưới, nó có cái miệng lưới, nó cào cái vô liền nè. Đó. Quá trời nhiều. Đây một anh không biết rồi cũng đi xuống đó đó. Chạy luôn. Đây rất là nhộn nhịp. Bắt được bao nhiêu ký rồi chú? Được mới có 50 ký à. 50 ký rồi hả? Vậy là chú chiều nay đóng công được 2 triệu rưỡi rồi. Vậy đó, xuống bắt nghêu hả? Xuống bắt nghêu. Nghêu. Đây này lấy cái miệng lưới anh cào này nè. Cái này như nằm sát bờ thì nó nhiều hơn không anh? Giờ nó cái chân nó nhiều quá, giờ nó nó có cảm giác cái dưới chân ấy hả? Nhiều đây thôi hả? Cái này chú là bắt từng con ha. Bắt từng con. Rồi đâu cái bao chú đâu? Ít ra. Hồi nãy giờ chú có bỏ đâu chưa? Bỏ trong kia hết rồi. Khổ lắm à. Bắt sình. Đi bên đây thì mình cảm giác như là nó nhiều hơn. Đây mình đi dưới đây nó cảm giác nó có sình nè. Nó có sình rồi nó đụng mấy con sò. Ở đây mình đi dép mình không dám đi chân không.
qua đổ nha. Đổ luôn sao luôn. Sao bởi qua đây. Mày vớt cái vỗ. Rồi. Bây giờ là tới công đoạn là vô đó có cái nhà máy đó, vô sàn lọc lại. Chèn nhớ. Lên đó là có một đội ngũ lựa cho nó anh ha. Làm nãy giờ đuối tay rồi. Làm hồi trưa giờ luôn ha anh. Các bạn thấy rất là nhiều. Giờ giờ đây vô trong nhà máy ra sản xuất lại ha. Thấy có một chiếc ở trên kia, trên xuồng kìa. Rồi bây giờ anh này anh vác vô trong kia thì có mấy cái chị đang ngồi lựa cho nó. Nặng nữa. Cái này chắc nó nằm 20 mấy ký à. 40 ký á hả? Nặng dữ vậy à. Này. Đang rình một cái. Cái không? Cái em tay làm tay được ha. Rồi. Đây, anh rình vô. Rất là khỏe. Rồi, bây giờ mình cũng đi vô ha. Tại nãy giờ coi mấy ảnh bắt cũng khá là nhiều rồi. Giờ sẵn anh đi vô, mình đi vô luôn. Đây, phía trên đây có mấy chị đang đang lựa ra cái vỏ ra vỏ. Còn cái con nào nguyên thì lấy lại để bán ha. Rồi, ở đây các bạn thấy là một khúc sông rất là nhộn nhịp. Rất là nhiều người đã bắt. Rồi mình xin kết thúc video đây ha. Nếu các bạn cảm thấy video có hấp dẫn thì các bạn hãy like, share để cho mọi người theo dõi nha. Mình nhớ đăng ký kênh Bado TV ha.